mình làm dâu được không? Con nhắm về làm dâu được không? Về ăn với ngủ không? Ăn với ngủ không? Nhà cô năm đứa con lần đó. Năm đứa con? Là trai gái gì ngủ chung luôn hả cô? Cô chỉ có một đứa con gái thôi, nhưng mà anh em tụi nó là đoàn kết, là như là anh em cứ nằm chung vậy đó, là tự do thoải mái. Mà đến bây giờ là ngủ riêng không? Ngủ riêng. Nhưng mà có cái là lúc mà heo mà mới về á, qua chơi hả? Có chơi rồi xin đợi lại vài tháng là trước khi cưới đó. Đó thì mình cũng lịch sự, mình cũng che cho cái buồn. Mà có ông anh trai thì ông nghịch lắm, cứ hễ biết hai đứa này mà có muốn cái gì tò te túc tích là ngồi dậy mồi đi thuốc hút chồ rình hay gì đó, phải không em? Ô mẹ ơi, em nó nhắn cái gì mà anh ơi, nước gì của em mà nó cứ chạy hoài. Chắc cha rồi, hai đứa này chắc nó có cái gì rồi mẹ ơi. Đọc lại nghe coi. Cái gì của em á, ở trong mà nước nó chạy hoài. Vô cái tay. Con với heo làm gì rồi? Lâu lâu rình mẹ tắm. Hả? Ủa sao vậy? Cái gì? Dạ, mẹ tắm cái giặt cái cửa ra con thấy rồi. Cái nó mẹ mẹ cho chụp tắm nghe, cái mẹ ra mẹ chửi. Đúng là nít nha. Tôi tên là Ngô Thị Yến. Dạ. 58 tuổi. Hiện đang ở quận Tân Phú. Cô là Ngày Mai. Dạ. Dạ, con tên là Phạm Mỹ Duyên, năm nay 21 tuổi. Con ở nhà nội trợ. Con làm dâu mẹ được 4 năm. Cái ấn tượng lần đầu tiên mà khi cô gặp cô con dâu như nào cô? Gặp con dâu của cô thật sự phải nói thật là ấn tượng. Lần đầu tiên là cô có hai đứa con sinh đôi. Nhưng mà khi về đây, về nhắc nhà chơi là hai cô con gái. Nhưng mà cô không nghĩ cô dâu này, cô heo này là con dâu của cô. Cô nghĩ là cái cô kia, bé heo. Tại vì bé là bé ở nhà kêu tên Nhi, nhưng mà bé tên là Phạm Mỹ Duyên, nhưng mà tụi nó là cứ kêu heo thôi. Thế là thế là cô cứ kêu heo. Vậy chắc là tuổi heo hả cô hay sao? Tuổi cọp. Vậy ta kêu cọp chứ sao kêu heo? Không, tại vì mình cũng cọp. Đó, rồi nó cũng cọp. Nó hai mẹ con là đều cọp hết. Anh hơi bự chút ha. Đầu cũng về nói mẹ ơi đừng kêu con là heo, kêu Nhi đi. Mẹ nói ừ thôi để mẹ Nhi. Nhưng mà một ngày kêu chỉ được Nhi một lần, còn bao nhiêu là kêu heo. Cô mới nói rằng là heo cũng dễ thương mà con. Cái heo dễ thương mà. Dễ thương. Rồi mỗi lần kêu ăn cơm thì sao cô? Ăn cơm á thì mình không biết ăn đũa, không biết cầm đũa. Tự chứ ăn, chỗ... ăn bóc hả? Ăn muỗng thôi. Ăn gì? Ăn bằng cái muỗng. Ăn mũi hả? Ăn muỗng. Cái muỗng. À muỗng, trời ơi. Tưởng bé heo mà ăn bằng muỗi nữa. Dễ thương quá hả? Thấy là ấn tượng là cái chỗ đó. Rồi khi mà về hỏi á, thì mới nói rằng là heo này nè mới là người yêu của con. Lúc đầu cũng tưởng là cái cô con gái kia, là sau này là bắt đầu hỏi thôi cứ thả lỏng đi, thế là cô ấy cũng thả lỏng. Ủa vậy lúc đầu gồng lắm hả em? Cũng phải mặt mẹ em nghiêm á, nên lúc đó hơi sợ. Nhưng mà mẹ cứ bắt chuyện nói chuyện hoài à. Hả? Dạ. Nhưng mà con lấy chồng sớm quá vậy con? Tại thư người lấy. Rồi giờ mình lấy chồng vậy mình về mình làm dâu được không? Con nhắm về làm dâu được không? Về ăn với ngủ không? Ăn với ngủ không? Chắc mẹ cũng đâu có kêu gọi vậy đâu phải không em? Có, để... có kêu mà 12 giờ, 1 giờ mới kêu. Trời ơi. Làm công chuyện nhà xong nấu cơm xong mới kêu. Những ngày đầu làm dâu thì sao cô? Nói là con dâu cô thì cô biết là nó là con một, cho nên là rất cưng chiều. Không có biết nấu ăn, không biết gọt, cầm con dao gọt cũng không biết. Dạ. Nhưng mà đặc biệt cái là ăn là không nêm hành nha. Không ăn rau, không ăn cái gì hết. Chỉ là thịt, còn cá nhiều khi cũng không ăn. Khó ăn vậy. Thật sự mà nói con dâu này rất là khó ăn. Khó ăn vậy không? Nhưng mà về rồi cô cũng vẫn tập. Không sao con. May là nó khó ăn đó nha. Sao sao mẹ đẻ là không bao giờ mà nói là tập được. Phải tập từ từ. Thế là trong nhà cô với là chị gái và chị chồng đó, là tập từ từ cầm đũa. Mà cũng lười, chứ nếu mà thẳng thắn mà tập thì trong vòng tháng, hai tháng là phải cầm đũa được. Dạ. Nhưng mà kéo dài tới một năm mấy mới cầm được đôi đũa để ăn. Trời đất ơi, mẹ quá cưng luôn á. Rồi không biết là về làm dâu rồi mình có quét dọn nhà hay giặt giũ hay này kia không? Hay nấu cơm cho mẹ ăn chưa? Dạ chưa. Trời ơi, hồi trước khi mà cưới con có qua con nhà con chơi với mẹ không? Dạ có. Có hả? Rồi có qua làm gì, có phụ gì không? Dạ không. Chứ qua làm gì? Qua coi TV. Ăn ngủ ở đó luôn. Rồi khi mà về nhà thì nói chung ra là bước về nhà thì cô cũng có nói. Cô nói thì nhà mẹ thì phòng hơi chặt. Dạ. Thì thôi kệ, nhà mấy anh em thì cứ nằm chung mà ngủ. Không sao đó mẹ, miệng mẹ cho con ở lại là được rồi. Đó. Ừ, nếu mà con không chê là mẹ sẵn sàng mẹ cho. Nhà cô mấy người mà chặt cô? Nhà cô năm đứa con lần đó. Năm đứa con.
Là trai gái gì ngủ chung luôn hả cô? Cô chỉ có một đứa con gái thôi, nhưng mà anh em tụi nó là đoàn kết, là như là anh em cứ nằm chung vậy đó, là tự do thoải mái. Mà đến bây giờ là ngủ riêng không? Ngủ riêng à. Nhưng mà có cái là lúc mà heo mà mới về á, qua chơi có hả? Có chơi rồi xin ở lại vài tháng là trước khi cưới đó à. Đó thì mình cũng lịch sự, mình cũng che cho cái buồn à. Đó sợ ngày thôi, nhưng mà thật sự nói mà đi trước thì không có. Dạ. Đó. Mà có ông anh trai thì ông nghịch lắm, cứ hễ biết hai đứa này mà có muốn cái gì tỏ tay thúc tích là ngồi dậy mỗi đứa thuốc hút chỗ rình hay gì đó, đó phải không em? Rồi dạ. Bắt đầu chị con dâu này mới nói mẹ kỳ đi anh hai, kỳ quá con có làm gì đâu. Thì anh hai ngủ thì cứ ngủ đi. Dạ. Tới khi nằm xuống một chút xíu thì hai anh này cứ nghĩ rằng là chắc êm rồi nha. Dạ. Rồi anh con trai kia thì đàn ông mà. Dạ. Muốn hung người yêu xí thì anh trai bực cái đèn lên, anh quên lấy đồ. Thế là hai người này buồn rồi nghe, cái kiểu này chắc không được rồi đây. Đó, chắc ra riềng quá em. À. Một đêm ngủ như vậy là anh trai là làm 3-4 lần như vậy. Rồi khi vô buồn ngủ quá rồi ngủ thẳng cẳng tới sáng. Hỏi con có hung được người yêu con được cái nào? Hung gì được với ông anh hai mẹ. Có một lần là về sống thử mấy tháng. Dạ. Rồi bắt đầu cái tuần đó là nhớ mẹ mình, xin về nhà. Thì sống thử thì ngủ chung thì nó có làm gì được đâu. Nhưng mà khi mà về nhà rồi á thì anh con trai á thì mới ngủ chùm cái mền lại, nhắn tin tóc 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 vậy nè. Khuya rồi nghe con, ngủ nghe. Dạ, thôi con đi toilet rồi con vô con ngủ. Tới khi mà bà chị gái á, bà chị chồng á, bà máy lắm, liền lấy điện thoại coi nó nhắn cái gì mẹ nghe. Mắt nhắm mắt mở đèn mờ mờ nó mà chờ nó vô đọc cho lẹ. Ôi mẹ ơi, em nó nhắn cái gì mà anh ơi, nước gì của em mà nó cứ chạy hoài. Chết cha rồi, hai đứa này chắc nó có cái gì rồi mẹ ơi. Đọc lại nghe coi. Cái gì của em á, ở trong mà nước nó chạy hoài. Vô cái tai. Con với heo làm gì rồi? Mẹ nghĩ sao mẹ nói cái gì? Gì con không hiểu. Tin nhắn này rờ rờ nè con. Ơi mẹ ơi, nó nói là nó nhớ con, nước mắt nó chạy hoài. Mẹ đọc sao vậy? À. Ủa nhưng mà là em nó nhắn thiếu hay là cô đọc lộn? Mà em chơi... nó nhắn thiếu. Sao em thiếu gì nghiệt ngã vậy cưng? Thiếu chữ nó nghiệt ngã quá. Có chữ nó khác mà không có chữ nó khác. Nhưng mà hai mẹ con về ở chung như vậy rồi mình hợp nhau điểm gì em? Ăn uống đi chơi rồi nói chuyện đủ thứ. Hợp nhau ăn uống sao người dày người vậy? À. Mẹ ăn chay trường. Rồi em ăn gì? Em ăn mặn. Rồi hợp nhau chỗ nào? Hợp nhau cái ăn á, cùng ăn thôi. Nói chung là ăn uống là mẹ nấu hay là con nấu? Mẹ nấu hết. Dạ mẹ nấu hết. Con mẹ ăn chay mà mẹ nấu cho con ăn mặn. Dạ mẹ không có nêm đồ mặn. Không có nêm. Dạ. Con có suy nghĩ một lúc nào đó con làm món chay nào đó con cho mẹ ăn không? Có 3 năm mấy giờ làm dâu có nấu cháo. Nấu nồi cháo thành 4 nồi. Ủa em nấu sao hay vậy? Đông 3 lon vậy. À, làm mỗi lon 1 nồi. Dạ không, 1 nồi nó một tràn nồi ra. Một nồi đó nó nấu cháo mà nó đông tới 3 lon. Một đó. Nồi nó tràn ra. Trời ơi nấu cháo. Nó nấu cơm chứ cháo gì. Lúc đó cô nói sao cô? Lúc đó cô đi bên chùa về. Rồi hỏi bữa nay con có nấu gì cho mẹ ăn không? Dạ. Dạ có, con biết là mẹ thích ăn cháo trắng. Giờ mẹ thích ăn cháo trắng thiệt đó. Cái về dở ra. Cái gì vậy heo? Con nấu tới 3 lon lần đó mẹ. Đó trời ơi, cháo người ta chỉ nấu 1 nhúm thôi. Đúng rồi. Mà con chơi 3 lon rồi ăn sao hết. Thiệt đúng là thiệt cái tên heo à con à. Heo. Mẹ này kỳ quá à. Ngoài cái chuyện ăn uống mà hợp nhau này như con nói rồi, mẹ con với con còn hợp nhau điều gì nữa không? Thích đi chợ. Đi chợ, đi chợ chung nè, ăn uống chung nè, rồi làm gì chung nữa? Chụp hình chung. Chụp hình chung, rồi đi gì chung nữa? Ngủ chung. Ngủ chung, ăn ngủ với mẹ, tắm chung với mẹ này kia hết luôn hả? Dạ, không có tắm chung, ngủ chung. Lâu lâu rình mẹ tắm. Hả? Ủa sao vậy? Cái gì? Dạ, mẹ tắm cái giặt cái cửa ra không thấy rồi. Cái nói mẹ cho chụp tắm nghe, cái mẹ ra mẹ chửi. Đúng là nít nha. Nhưng mà con cũng đâu có chịu thua đâu con. Nữa hả? Sao không cô? Chịu thua. Sao cô để đó. Dạ. Tới một ngày anh tắm cô chụp lại. Không chụp. Vô mở ra coi luôn. Ô mẹ thấy hoàn toàn của heo rồi. Mẹ này kỳ quá. Chút xíu nữa rồi bắt đầu mẹ ơi, cái gì muốn mẹ coi nữa phải không? Không, con quên áo quần rồi mẹ. Giờ mẹ lấy bộ nào? Mẹ lấy cái nào con mặc cái đó. Lần nào đi tắm 10 lần thì phải quên 5 lần. Trời ơi, con nít là vậy. Trời bây giờ có con cũng vậy luôn. Đi ra đường đi đâu cũng phải mẹ phải nhắc hết. Không biết cái gì hết trơn á. Con lớn chưa em? Dạ con em được 21 tháng. Vậy hả? Rồi ở nhà là em chăm hay là mẹ chăm? Dạ em chăm. Giỏi vậy, biết chăm con luôn hả? Dạ. Rồi đút con ăn rồi này kia là mình em làm hết? Mẹ chỉ xong rồi em tự làm.
À, rồi không biết là vui quá rồi. Rồi hai mẹ con mình có điểm nào mà không hợp nhau không? Cũng có nhưng mà ít thôi. Ví dụ điểm gì không hợp nhau? Mỗi lần gây lộn với chồng là bắt đầu nhắn tin mắng vốn mẹ xối xả luôn. Mắng vốn mà xối xả luôn hả? Ủa đáng lẽ mẹ phải mắng vốn con chứ. Sao con mắng vốn mẹ kìa? Mắng vốn sao? Nếu mẹ không phải dạy chồng con liền. Trời ơi, nhắn cho cô vậy hả cô? Cô nửa đêm con ngủ á, cứ vào đầu mình nghe cái tót cái mình mở ra thì thấy mẹ ơi, mẹ ngủ chưa? Chưa, con gọi vậy mà sao mẹ ngủ? Rồi có chuyện gì không? Bắt đầu làm một hơi nghe, nhắn tin vô trong đó thật thật. Đọc xối xả luôn, đọc bắt mờ con mắt. Mà vừa đọc vừa cười, rồi xong thôi. Hết chưa con? Hết rồi phải không? Rồi để nghe mẹ nói nè. Cuộc sống của tụi con là từ lựa chọn, thì tụi con phải chịu. Hơn nữa tụi con chỉ mới đi vô đầu móng tay út thôi. Nó còn gian nan vất vả rất là nhiều, cho nên con phải từ tập lấy và học hỏi. Nhìn, cái một chữ nhìn trước đi, ngủ một giấc ngày mai tới sáng là hết. Ôi vậy hả mẹ? Thôi vậy heo ngủ. Dễ quá ha. Đó là vô tư. Nó buồn xí trút dằn hết với mẹ vậy đó. Đó là ngủ. Nhưng mà nếu mà gặp người mẹ chồng khác á là sẽ buồn. Dạ, kêu hai đứa con lại, mình nói. Nhưng mà lúc nào trước khi mà cô mà nói với con dâu của cô cái gì là cô cứ nhìn lại bản thân mình. Chưa chắc mình đã được như con dâu của mình. Đối xử mình như là bây giờ hồi cư xử với mẹ chồng mình. Cô một mình cô nuôi 5 đứa con như vậy. Nhưng mà gặp những cô con dâu như thế mình phải toàn là chăm sóc này kia không à? Mình phải lo. Dạ, phải lo hết. Có khi nào cô buồn vì đó không cô? Còn nếu mà nói không buồn thì không có. Phải có buồn chứ. Buồn là nhiều khi con cái nó không có hiểu được mình. Nó không có biết rằng mình âm thầm mình đang theo dõi nó, giúp đỡ cho nó hoặc là dìu dắt nó từng bước đi. Đây là một bà mẹ chồng cũng rất là sâu sắc luôn đó. Nếu như mẹ chồng khác thì con không sống vậy được đâu. Bị chỉ trích nhiều lắm luôn á. Không, mẹ chồng rất là am hiểu. Thậm chí là Linh thấy rằng hai mẹ chồng nàng dâu này giống như người bạn với nhau vậy. Giỡn suốt luôn mà cũng giận ha. Nhưng mà có bao giờ em thấy mẹ em nóng lên, mẹ giận dữ mẹ la chưa? Rồi, hai chồng mẹ bệnh cái hai chồng xuống nhau đi chơi. Rồi. Cái tưởng là mấy anh ở nhà, cái là mua đồ ăn cho mẹ mà không có ai nhớ, cái đi chơi về mẹ tức quá mẹ đập cái ly. Trời ơi. Cái sợ quá. Cái mẹ la mẹ kêu tụi bay đi, tụi bay bỏ tao. Nói như là cô ít khi mà cô nói tới con cái. Dạ. Nhưng mà từ khi ông xã ông mất á, thì trong lúc đó cái tâm trạng mình vẫn còn buồn, rồi lo nhiều, rồi con cái trên vai mình phải gánh nặng thêm của chồng mình nữa. Mình mệt, mình bệnh, mình cũng cần có người ở cho mẹ miếng nước hoặc là cái này kia hỏi han mình, động viên để cho mình có cái nghị lực mình đứng dậy. Nhưng mà khi mà tụi nó vô tư, còn quá trẻ đi, rồi nó đi chơi về đã dày rồi về còn ồn ào, rồi còn ăn, rồi rủ bạn bè về chơi nữa, không có nghĩ tới mẹ. Mà mình thì mình khuyên hoài, nói hoài, thì giờ nhu không được, phải dùng cương. Dạ. Sẵn cái tay cầm cái ly, thế là cô đập cái ly. Để cho nên là từ cái chỗ đó là mình giữ là giữ cái chỗ đó. Hôm nay con của cô á có gửi cho cô với lại vợ ấy một bức thư để xem con cô nói gì đây nha. Đối với em, mẹ và vợ hiện tại sống với nhau như chị em, chứ không phải là mẹ chồng nàng dâu nữa. Em thấy vậy là rất ok rồi. Giờ mong gia đình mình ngày càng vui vẻ hơn, hiểu nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Với mẹ, trước tiên á, là con xin lỗi mẹ. Đã đôi lần con làm mẹ buồn, mẹ khóc. Sau á, là con cảm ơn mẹ đã bao dung và thấu hiểu cho tụi con. Con muốn nói rằng con yêu mẹ nhiều lắm. Với vợ, cảm ơn vợ đã xuất hiện trong cuộc sống của chồng nhé. Tuy có lúc giận hờn gia đình mình không vui, nhưng có như vậy vợ chồng mình mới hiểu nhau nhiều hơn. Vợ nhỉ? Vợ à, chưa bao giờ chồng nói câu này là chồng yêu vợ nhiều lắm. Chưa bao giờ nói luôn hả? Khi chồng con nói điều này, ngày hôm nay con cảm nhận thế nào? Con vui. Con nghĩ tại sao chồng con chưa bao giờ nói câu này không? Chắc tại lúc đó chồng con còn nhỏ quá. Có bao giờ con nói con yêu chồng chưa? Dạ rồi, nhiều. Nhiều lần luôn mà chồng con chưa nói hả? Dạ. Mà con mong muốn rằng chồng con sẽ nói câu này hoài hoài với vợ không? Dạ có. Có bao giờ con cô nói là con yêu mẹ chưa? Chưa bao giờ nói yêu mẹ. Các con của cô là nói chung ra nó bộc lộ cái tình cảm nhiều hơn. Còn cái lời nói mà về miệng là không bao giờ nói. Dạ. Nó thay vào đó cái hành động. Dạ, đây là một lá thư tuy ngắn nhưng nó đầy cảm xúc ha. Một cái lời nói chỉ yêu vợ thôi mà vợ rơi nước mắt luôn. Hy vọng rằng những người đàn ông cũng cần lâu lâu nói tiếng yêu vợ, yêu mẹ chút.
Hôm nay cô cũng muốn nói gì với con dâu mình, muốn con dâu mình thay đổi điều gì không? Cô cũng mong muốn con dâu của cô là trước khi mình nói hay là làm cái gì thì phải suy nghĩ cho thật kỹ, rồi cố gắng là vun vén trong gia đình của mình, gia đình nhỏ của mình á, là mỗi ngày một tiến bộ hơn. Rồi cô cũng mong là con trai của cô phải quan tâm và thương vợ nhiều hơn nữa. Dạ, thương cô, chăm sóc cô nữa chứ bộ. Rồi bây giờ con đứng lên nè, con ôm mẹ đi. Đó, con nói gì với mẹ đi thôi. Con cảm ơn mẹ đã thương con như con gái. Mẹ bao chia cho con từng chút, con sẽ thay đổi, con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ cũng thương con. Hãy ôm nhau hàng ngày thế này ha, hãy chia sẻ nhiều như thế này. Và đôi khi cái sự chia sẻ đó, đôi khi có những giọt nước mắt thế, nhưng những thành viên gia đình ta hiểu nhau nhiều hơn. Rồi chúc gia đình mình hạnh phúc và thành công. Và một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Cái như là cô cũng cảm ơn Quyền Linh và Lê Lộc. Yeah. Và cũng cảm ơn tất cả khán giả ở đây ngồi đã xem. Và nhất là chương trình của Mẹ Chồng Nàng Dâu, để cho mẹ con của cô được hồi ngộ trên này. Yeah. Và cũng để cho những người mẹ chồng nàng dâu mà chưa thấu hiểu á, cũng nên nhín thời gian để xem và để trải cái lòng ra, thương con dâu và thương mẹ chồng nhiều hơn. Dạ, cảm ơn cô ạ. Rồi về làm dâu á, nó có phụ mình gì nhiều không? Nó lo bám bánh tráng không chị? Phụ á, nó không có phụ gì hết. Ăn cơm rồi khỏi rửa chén, khỏi quét nhà luôn. Trời ơi, sướng vậy. Khỏi mần gì hết. Về là chỉ mua đồ ăn về đó, quăng đó rồi cha mẹ em dâu nhào vô làm. Muốn nấu gì nấu, muốn làm dạ, gì làm. Làm xong dọn lên ăn, ăn xong rồi là quăng đó phóng lên ghế salon ngồi đó chút đơn. Phóng làm lên luôn gì. Đó, hả? Phóng lên luôn, lên nằm luôn, ngồi trên ghế ngồi làm luôn. Wow. Không có mần gì hết. Dâu này chắc nó không quét nhà luôn. Không phóng lông, không quét nhà, không rửa chén, không gì hết là phóng lên ghế ngồi. Nhưng mà nó làm cha mẹ cũng cho làm, tại nó công việc nhiều quá. Có tài chiều dâu quá mà. Rồi cái ăn rồi con lên con làm việc gì của con đi, để đây mẹ với cha làm. Dạ. Cưới mấy năm rồi? Một năm. Dạ. Mới có năm tháng. Năm tháng. Có tình tháng 9 chưa? Chưa. Dạ chưa. Cũng giống như là cái đó là mình, con nghĩ là tại công việc bây giờ cũng bận, nói chung là cứ để tự nhiên vậy đó, như con là trời cho, nếu mà có thì mình rảy chứ cũng không có đi, không có gấp gáp á, từ từ. Dạ, đúng dạ, không cứ để bắt bánh tráng. Nhưng mà chị ơi, em hỏi thiệt nha, ví dụ như là giống như mình làm dâu á, mới về nhà chồng mà mình không có làm việc gì hết thì mình có ngại không, tại vì mình không có phụ giúp được cha mẹ đó? Thật ra là cũng có cánh trước lương tâm. Không có đâu. Nói chung là thấy mặt nó biết không có ngại rồi. Phóng không mà nghe nói phóng hả? Rồi, phóng lên ghế, phóng lên ghế. Không làm cho nó phóng lên. Nhưng mà mới về cũng có cảm giác sợ chứ. Đúng rồi, tức là lúc mà mới về thì chứ. mình cũng có cảm giác cắn rất lương tâm. Nhưng mà thật tình cắn là cái 5 phút. Cắn rất lương tâm 5 phút thôi. 5 phút. Nói chung là tại thấy là mình không làm, nhưng mà nhiều khi là do đúng là thật sự là cái công việc của con nó quá bận. Công việc của chị, tại vì ha, nhiều khi ngồi phải không, là điện thoại là có kẹt mạng luôn liên tục, tại vì mình một ngày ví dụ một ngày mình đi 1000 đơn. Thì trong đó chắc chắn nó sẽ phải có vài chục đơn là nó bị lỗi. Thì những cái đơn đó là họ sẽ có số điện thoại, họ liên hệ trực tiếp chỉ với số điện thoại của mình thôi. Nên thành ra là bận liên tục, và trong cái Zalo là phải rep liên tục những cái đơn xử lý đó, hoặc là sỉ nè, hoặc là khách. Nói chung là cái thời gian mà để ăn cơm mà để ngủ nó rất là ít, chứ cái thời gian chứ đừng nói chị tới rửa chén quét nhà hay lau nhà. Vui chứ, thật ra dâu có làm có tiền cũng mừng cho nó. Dạ. Đúng không chị ha? Bữa nào giờ chú xuống chú học làm nghề bánh tráng. Chú làm nghề MC nó cực, cũng khổ lắm của mình. Mùa này lương bổng nó cũng ít mà cũng ít chương trình nữa đó, mới làm trước làm bên bếp, giờ bỏ bên bếp về qua đây rồi nó bớt tiền nữa rồi. Mà chú xuống chú bán bánh tráng với con đi. Dạ xuống đi con. Đưa cho chú một số cái công thức nha. Công thức làm bánh tráng đúng thôi rồi. Thì chú chắc mình chia. Ủa chia luôn á, đội chia luôn. Chia mà ghê không. Trời ơi, chưa hết rồi bắt mối rồi. Tụi gì chứ làm ăn tụi bắt mối nhanh lắm. Rồi mình về mới có mấy tháng thôi. Mà trước đó là anh chị quen nhau cũng rất là lâu rồi. Đúng rồi, rất là lâu. 19 là năm mà. 19 năm. Không lâu được. Dạ. Thường xuyên về, thường xuyên về. Ví dụ như tối là sẽ về. Mà nó, tới hôm nay là mình cũng mới gầy dựng, chị gầy dựng được khoảng 1 năm nay thôi. Dạ. Còn hồi lúc trước là nói chung là chị rất là nhiều nghề, con rất là nhiều nghề. Nghề gì nữa con? Đầu tiên á là con đi học ra xong là con làm giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non thì con dạy 2 năm vô biên chế luôn. Bắt đầu con quyết định nghỉ.
Và khi nghỉ đó đó là coi như là ai người ta cũng nói hết, như mày giống như mày mày vô đó rồi mày được lương hưu rồi này kia rồi mà tự nhiên mày nghỉ kiểu như vậy. Nghỉ ra xong rồi lại tiếp tục bán quần áo nè, bán cơm sườn nè, rồi bán quán nhậu nè, tức là tự mở ra bán, rồi bán cơm trưa, bán cơm phần nè. Sau đó thì mình cũng thất bại xong rồi lại đi qua làm thuê cho Nón Sơn, đi đứng bán hàng cho Nón Sơn. Rồi một thời gian bán đâu cũng 3-4 năm đó mới được một số vốn, thì bắt đầu con mới chuyển ra con kinh doanh mỹ phẩm. Sau đó thì cũng không thành công đi, xong rồi mới chuyển đi lên Sài Gòn học make up. Lúc lên Sài Gòn là học make up xong là lúc đó chồng hiện tại con giờ là làm ở ngoài Bình Dương, tức là làm là chồng là kỹ sư, thì hai người mới làm ở Bình Dương xong rồi là về Sài Gòn, cứ sáng đi là tối về, sáng đi tối về vậy đó. Một ngày chạy khoảng 60-70 cây, nhưng mà hai đứa rất là gồng nha, gồng gánh dữ lắm luôn, làm đặng với cái mục tiêu là sẽ có một ngày mình phát lên, mình sẽ không có để cho ba mẹ. Thật ra hai bên ba mẹ đều không có khá đâu, tức là không có tiền đề sẵn, không có tiền đề sẵn đó. Cho nên là hai vợ chồng quyết định là phải làm, và cài cái khoảng thời gian mà ở Sài Gòn là rất là khổ. Chị ơi, có một đứa con dâu nó giỏi vậy đó, chị có thấy tự hào về con dâu mình không? Dạ có chứ, tự hào mà cũng hãnh diện. Hãnh diện. Dạ, nhiều lúc hạnh phúc lắm. Vất vả quá, có bao giờ chị buồn? Buồn lắm. Chị đi ra ngoài nó thấy nó làm mà nó, rồi nhiều khi nghe ban đêm mà nó chốt đơn tới 2-3 giờ sáng, hai vợ chồng rồi nó mận dữ lắm, về cũng xót xa lắm chứ, nói nó khóc. Về xót xa lắm. Mà về cứ nói với mấy đứa em, nó nói anh với chị mày mận quá chừng luôn hả, mận dữ lắm mà bây giờ nó cũng thành công rồi. Có bao giờ con tủi thân con khóc với mẹ chồng con không? Không dám khóc mình hả? Tại sao mình cực quá, lấy chồng về đáng lẽ cũng sướng mà cực quá. Nó không giống nhiều cô gái khác kêu xa đài cát về xe đưa xe đón, mình phải chốt đơn đến 1-3 giờ sáng thế. Đúng không con? Lúc mà hồi lúc trước đó, ở trên Sài Gòn á là cũng như hai vợ chồng con cũng có giống như tập tành theo người ta kinh doanh, thì bắt đầu là bị lỗ á. Con nhớ lúc đó là lỗ 40 triệu. Cái khi đó là con không dám điện về cho mẹ, tức là mà hai vợ chồng thì trong túi cũng không có được bao nhiêu tiền hết. Cái sau đó con mới hả, chồng con mới điện về cho mẹ. Thì thật ra bên mẹ cũng không có cái gì hết, mẹ cũng chạy đi mượn, chỉ có 40 triệu thôi. Mẹ cũng chạy đi mượn nhưng mà không ai cho hết. Tức là người ta có tiền để người ta cho vay đó, nhưng mà người trong nhà người ta cũng vẫn không cho mượn. Xong cái cuối cùng là mẹ phải cầm mất đi một cái cọng dây chuyền của mẹ. Chỉ lúc đó là cầm được bao nhiêu mà? 12 triệu phong nhưng nhớ mười mấy triệu đó, chỉ như 12 triệu thôi. Là cầm, mẹ cũng cầm để gửi tiền lên cho hai vợ chồng để trả cái khoản nợ đó. Nhưng mà có 12 triệu thì làm sao đủ? Đó, xong không đủ. Cái chồng của chị là phải đi vô công ty để mượn mấy cái người ở trong công ty nữa, thì tới lương thì mình trả lại. Đó, thì bắt đầu là lúc đó là con quyết tâm lắm nha. Con nói là tuyệt đối cái cuộc đời của con là sau này là con phải giàu. Phải có tiền, ít nhất là phải có tiền, phải cho cha mẹ một cái căn nhà cho nó đàng hoàng hơn. Thì từ cái lúc đó là bắt đầu làm, nhiều khi hai vợ chồng thức chốt đơn mà tới 6 giờ sáng, tức là xong 6 giờ sáng rồi là nhân viên con nó vô làm nha, là hai vợ chồng con mới nhiều khi ngủ nằm vậy đó, rồi trên ghế vậy đó giật dưỡng rồi ngủ được nửa tiếng, một tiếng vậy đó, rồi lại thức dậy rồi làm đơn rồi làm tiếp. Thì cho đến cái ngày mà kinh doanh là con nhớ là tháng 4 hay tháng 5 gì năm ngoái đó, con kinh doanh là tới tháng 9 là hai vợ chồng mới có được số vốn và bắt đầu là làm đám cưới, tại thấy cũng lớn tuổi rồi. Làm đám cưới thì mẹ ở đây cũng lo, giống như là mình cưới con dâu thì mình cũng phải có cái tiền nong để mình cưới. Nhưng mà con chỉ nói một câu thôi, là không cần phải lo bất kỳ hết, bên mẹ hay là bên chồng, không cần phải lo một cái gì hết. Tất cả dàn cưới là 11 cây là tự con mua luôn. Xong rồi là đám cưới, vừa đám cưới xong là con mua một căn nhà liền luôn, là cho ba mẹ đi. Đó là dạ là tự hai vợ chồng làm, tại vì mình sống á, mình nghèo á, cái người ta cũng không có xem trọng mình á, cho nên thành ra là hai vợ chồng làm là coi như là làm mồ hôi nước mắt, làm là không có suy nghĩ tới mà cái chuyện mà nghỉ ngơi luôn đó. Dạ. Nói như miệng đời đúng, nghèo người ta khinh, dạ, giàu người ta ghét. Dạ đúng rồi. Khổ biết sống sao? Dạ. Ừ, mẹ đi mượn cho con mấy chục triệu đó trả. Dạ đúng rồi. Xong rồi là mẹ đâu có mượn, người ta đâu cho, tại vì người ta nghĩ là mượn rồi lấy gì trả.
Rồi cuối cùng mượn đâu ra? Rồi cuối cùng là chồng con nó phải đi mượn thêm ở trong công ty mấy người làm chung đó, thì mình đi làm ở trong đó thì tới lương người ta lấy người ta trả. Này trả hết chưa con? Dạ, dạ cái lúc đó là mượn rồi, qua tháng sau là hai vợ chồng con là gồng gánh là trả hết rồi, rồi không, không có để lâu. Con mượn mấy chục triệu được, chú mượn có 2 triệu mà chú bị đòi lên rồi xuống. Đòi xuống hả? Rác mặt luôn con. Rồi từ ở đây qua tới bên Nhật luôn mà chị. Dạ. Đòi đâu qua tới bên Nhật, không đòi luôn. Nói vậy ai hiểu rồi đó. Em á, dạ. Ủa nghi lắm mà, em mặc sự sự là nghi lắm. 2 triệu nó đòi qua tới nước ngoài luôn con. Vì con mượn được mấy chục triệu là cũng hay lắm mà con có uy tín hơn chú luôn á. Thôi nói vậy là thì thật ra thì con dâu nó rất là giỏi luôn. Bây giờ mua được nhà rồi đúng không con? Dạ, mua được nhà luôn. Nói như vậy thì thật ra không phải là mình lo làm giàu, mình cũng không chăm sóc mẹ chồng. Dạ. Theo chú thì lúc mà đó con cũng cần phải quan tâm, chăm hỏi thăm mẹ chồng hay làm phụ mẹ chồng gì đó. Thật ra nó cũng cần làm nhiều, lâu lâu con nấu bữa cơm, lâu lâu con làm bữa thịnh soạn bánh tráng con đãi mẹ. Con mà... nó có nấu cơm cho mẹ chồng ăn không? Cũng chưa có luôn. Nó có pha ly nước chanh nào cho mẹ chồng chưa? Nước thì có làm uống. Làm lấy nước mưa hay là pha nước chanh? Nó cũng làm mà trà sữa rồi cho uống. Vậy là được rồi. Tôi tưởng ra múc nước mưa hay lu. Mấy đứa như quê thì mẹ uống nước mẹ ở đâu vậy? Con mới múc mày lu á. Nước mưa. Nó giỏi lắm. Dạ. Nó cái gì nó làm cũng được hết, nhưng mà tại nó không rảnh thôi. Đúng rồi. Nhưng mà con nghĩ vậy nè, con thì theo con thấy nha, chị thì chị ít làm thôi, nhưng mà em nghĩ chắc chị cũng hiểu mẹ rất là nhiều. Tại vì 19 năm quen nhau rồi, rồi sau khi cưới nữa thì mình cũng đã hiểu mẹ phần nào rồi đúng không chị? Chị cảm thấy là chị với mẹ hợp nhau điểm gì không? À, có nghĩa là hai mẹ chồng với con dâu, tức là không có một cái rào cản nào hết về phân hay là nó là con dâu mình hay này kia. Tức là chị cũng vậy, ví dụ như quà tới lễ đi, làm mẹ mình cái gì là mẹ chồng mình phải y chang như vậy đó. Ví dụ như mình cho mẹ mình cái gì là mẹ mình chồng phải y như vậy. Còn mẹ ở đây á, những cái điểm giống thẳng thắn, có cái gì thì nói cái đó, chứ không có cái kiểu như là nói thôi đi con mà sau lưng của mình á, thì lại là giống như đi ra hàng xóm thì lại nói là con dâu mình này không có, tức là cái gì không được là mẹ nói liền, con ơi cái đó là vậy vậy nha, rồi lại thôi. Chứ không có mà đi ra phía sau mình mà lại nói này nói kia. Nên thành ra là mẹ chồng với con dâu y như là mẹ không có hàng rào cản, dạ, không có khoảng cách gì không không. Mà chắc con nghĩ là chắc cũng hiếm có cái mẹ chồng con dâu nào giống như là cũng là có con nhưng mà nó không đến mức mà gọi là thân đến như vậy. Dạ. Gần như là con với mẹ chồng con giống như hai người. Qua 20 tháng 10 á, Quyền Linh chạy về, mẹ ơi mẹ, chị đã làm sao, chị làm sao bếp á, hỏi gì con, qua 20 tháng 10 của mẹ nè, mẹ con thì cái điện thoại, còn mẹ thì tiền mặt nha, mẹ có điện thoại rồi. Vậy đó. Mẹ quá. Con thì cái điện thoại, còn mẹ là tiền mặt nha. Thì tại mẹ có điện thoại luôn. Có. Nó làm luôn à. Mẹ chồng cũng có luôn ha. Vậy đó. Chạy từ trước tới sau nha, kêu mẹ gùm men nha. Rồi chị thấy hợp với con dâu mình cái gì? Vậy chị thấy sao, cái gì chị cũng hợp với nó hết. Rồi hài lòng với nó cũng rất nhiều, cũng như thấy nó đi làm từ thiện đồ là chị cũng vui, cũng hài lòng. Nó không bao giờ phụ chị, con dâu không bao giờ phụ mẹ chồng hết. Có bao giờ mẹ chồng phụ con dâu không? Ủa? Ủa? Nó bắt chị ra ngoài lựa rút cho nó thấy bà luôn. Bắt vậy luôn hả? Bắt đi luôn. Là giống như nhân viên vậy đó. Nhân viên luôn, đi ra bà hai chị xui, bà mẹ ruột với bà mẹ chồng ngồi lựa rút từ sáng tới chiều luôn, có khi tới 9 giờ đêm nữa. Có lương không? Lương không có luôn nữa. Mà lâu lâu mua vàng cho. Trời ơi, còn lương nữa. Nghĩa giùm mình. Có vàng. Có vàng cho. Có lương thấp mà không có vàng. Tới tháng em phát lương nhân viên mẹ ngồi đó à. Lâu lâu dắt mẹ đi tìm vàng. Dạ. Tụi này đôi khi lương thấp mà lâu cũng không bao giờ thấy vàng luôn. Trời ơi, vậy cũng vui lắm con hả? Ừ. Vui lắm con. Dạ. Nói chung là hiện nay là con dâu nó lo hoàn toàn cho mẹ chồng hết đúng lo không? Lo hết. Mấy cái đeo đeo này là... Nó hết luôn đó. Nó mua nhà rồi, nó mua sắm vàng cho đeo rồi. Đồ ăn đủ trong nhà rồi. Quần cái gì vậy? Là... Quần áo luôn, cái gì cũng mua hết. Trang trí sắc đẹp rồi kia làm hết luôn. Giỏi quá trời. Giờ chú nói mới nghĩ nha, để về chọn khâu nó trùng tu nhan sắc. Đổi khâu. Chú luôn. Hồi đó con bán mỹ phẩm con tút cho chú. Lại luôn. Tút lên. Còn nếu cần chú giới thiệu Ngọc Lan bán mỹ phẩm. Ngọc Lan. Đúng lắm. Để chú nói Ngọc Lan chuyển cho con rồi bán phụ tút cho mẹ chồng con. Sản phẩm Ngọc Lan tốt lắm. Ngọc Lan có chi nhánh cho bà Lan đó. Cái đó. Cách nha. Con mới hỏi chi nhánh vừa bán bánh tráng trộn vừa bán mỹ phẩm cho Ngọc Lan.
Nhưng mà cô ơi, chị có tật xấu gì không cô? À, cái tật của nó thì cô không vừa bụng cái là nó thẳng tánh lắm. Dạ. Nhiều khi nó nói cái gì cô bụm miệng không kịp luôn nữa. Muốn nói gì nói à? Có bao giờ mà lỡ nói Phật cái ý cô không? Chưa có Phật với cô mà cô thấy với người khác á. Vậy hả? Khách hàng đồ hả cô hay sao? À vậy đó. Chị nhiều khi anh chị em của nó á, nhiều khi nó nói mà cái đó cũng là em nó cũng đáng buồn lắm, nhưng mà nó muốn nói là nó nói à, mà nó nói mà nó lo à. Dạ. Vậy đó. À. Dạ con hiểu mà, tại vì mẹ con cũng là người thẳng tính. Mẹ con nói nhiều khi con cảm thấy là người khác cũng buồn luôn á. Nói tới tổn thương luôn. Dạ tổn thương mà cho tính mẹ con vậy thôi chứ trong bụng không có gì hết trơn á. Dạ.